ngày hội chuyển đổi số huyện Xuân Vinh năm 2003. Sáng hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2023. Phòng giáo dục huyện Xuân Vinh có tổ chức khai mạc cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Xuân Vinh với chuyển đổi số. Các trưởng các đơn vị đoàn chúng ta liên hệ chỗ thầy Hoài để nhận giấy thi. Sau khi nhận giấy thi xong là đề nghị quý thầy cô giáo chúng ta hướng dẫn các em học sinh kẹp giấy vào bảng vẽ, giá vẽ và chọn vị trí ngồi trong cái khuôn viên bên tay trái của khán đài đó. Khuôn viên bên tay trái khán đài để chúng ta sắp xếp chỗ ngồi, chỗ vẽ cho các học sinh theo đơn vị trường đó. Để các em có, để chúng ban tổ chức tôi dễ quản lý. Chưa mẹ Long làm gì chứ, y như khi giói mà chết không, ông bẻ một tên một buổi mà ông tao cào bẻ nó tên rửa. Đây này lớp bốn, lớp của thầy Sôi á. Cái này to to ra nè. Cái gì mà như kiểu khổng lồ luôn ý. Sao lại luôn ý.
Vẽ giá vẽ được vào cao đẳng đại học mình cũng dùng giá vẽ được, ngay cả học sinh cấp 2, cấp 3 cũng được bán. Chưa chưa mà thực sự rồi, thực sự biết vẽ nó phù hợp hơn. Cùng tay mà huy động hết tất cả lực lượng cơ quan.
cung. Chấm cửa 11 giờ xong rồi. Em nghe nãy anh nhắc nói. Sóc tôi kéo màu trắng, trắng rau tô màu màu xám ấy. Màu đỏ một giấy nha, màu cho nó chín tờ giấy. Giờ đây là cũng chết chè rồi. Cái này là chú thợ điện đi kiểm tra đi. Màu trẻ em nó phải dày nha. Lùi ra. Nhưng mà tao như con à?